Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay sẽ lại tiếp tục là một video 1 phút 30 giây cập nhật cho tuần sau các bạn. Nhìn chung thì content của game dạo này hơi ít content mới nên cũng hơi chán một chút. Thì không để mất thời gian của bạn nữa, đầu tiên các bạn sẽ có Epic Pass, tức là các bạn sẽ được nhận một đống quà như vậy, kèm với đó chính là skin của Sermia các bạn. Thì nếu như các bạn thích cái skin đó, các bạn có thể bỏ ra 1.800 Skystone để mua. Thì quà Epic Pass nó cũng như cũ thôi, không có gì thay đổi hết. Side Story sẽ là một cái limited side story của mùa hè, The Order of the Flower and the Lore of Summer. Và như các bạn thấy ở đây, Summertime Isaria, có nghĩa là đi kèm với side story này, các bạn sẽ có cơ hội summon Summertime Isaria. Đây đây, tuốt ở dưới đây luôn. Thì quay lên một chút, nếu như các bạn nào chưa chơi á, thì trong cái side story này, ngoài việc đi map thì các bạn cũng có thể chơi cái game bóng chuyền này đây. Thì các bạn đơn thuần chỉ là lick, nó hiện lên những cái chấm xanh này nè, rồi nó cái dòng màu hồng, thì cái dòng màu hồng nó thu lại á, nó thu lại đúng mức các bạn bấm vô thì các bạn sẽ được điểm rồi. Nói chung nó cũng đơn giản lắm các bạn, một cái mini game nhỏ nhỏ vậy thôi. Và chơi rồi đổi đồ, đổi quà các kiểu các thứ đó. Quan trọng là Limited Summertime Isaria, một hero khá mạnh trong PvP, hiện tại vẫn còn được sử dụng nhiều. Cho nên là các bạn nếu mà có điều kiện thì hãy nên lấy cho mình một phiên bản Summertime Isaria kèm với lại cái artifact luôn nha các bạn. Bởi vì Isaria mà đứng một mình không có artifact thì cũng không được mạnh lắm á. Banner thường thì sẽ có Sermia và Border Coin. Thì Sermia các bạn đã được nhận free, nghĩa là được cho free rồi á, thì các bạn không cần thiết phải summon làm gì, trừ khi các bạn muốn up imprint cho Moonlight Sermia thôi. Thì các bạn nếu mà dư tài nguyên có thể summon. Boss Expedition sẽ thay đổi một chút, cái con Blooming Snatch là cái con boss hệ đất á, bây giờ sẽ đổi thành Brutal Ferox, có nghĩa là con boss hệ lửa, thì mình nghĩ là sẽ dễ dàng cho các bạn farm hơn. Ở Coin Shop cũng được làm mới, kỳ này hero 5 sao thường sẽ bao gồm Carrick và Eda. Hero Moonlight thì sẽ có Specimen Set và Aravi. Và các bạn nào dư coin thì các bạn có thể cân nhắc lấy Aravi và lấy Eda. Đây là hai cái hero mà khá mạnh trong PvP. Shop Artifact cũng đổi một chút, lần này sẽ có Spirit's Breath, Dark Notice, Crown, rồi Wings of Light Shadow. Nhìn chung về artifact 5 sao các bạn không cần thiết phải mua artifact nào cả. 4 sao thì cũng vậy luôn, 4 sao thì các bạn chắc cũng nói là dễ lấy rồi, cho nên cũng không cần phí bột để mua. Thì hết. Bao ngắn luôn, đó cũng chính là cái đợt cập nhật cho tuần sau các bạn. Content thì rerun, chủ yếu là rerun một cái summer side story kèm với đó là banner của Caesarea thôi. Có một cái thông tin về weekend buff các bạn, thì trong vòng nhiều tuần sắp tới các bạn sẽ nhận được buff tròn, hình như là mỗi cuối tuần hay sao á. Có nghĩa là trong tuần này các bạn vào ngày 1 hoặc ngày 2 tháng 7 tùy vào server của bạn thôi, cho đến ngày 3 hoặc ngày 4 tháng 7 thì các bạn sẽ nhận được buff là Rune Drop, nghĩa là farm mấy cái cục mà để awaken á. Xong rồi qua tuần sau thì từ ngày 9, ngày 8 hoặc ngày 9 tháng 7 đến ngày 10 hoặc 11 tháng 7 các bạn sẽ được tăng gold và búp hình. Tuần sau nữa thì các bạn sẽ được tăng kinh nghiệm farm được. Rồi lại tuần tiếp theo, trong hai cái cuối tuần tiếp theo á, thì lưu ý đây chỉ là cái weekend buff thôi nè các bạn. Cho nên là nó sẽ diễn ra vào cuối tuần nha. Thì hai cái cuối tuần cuối cùng á, có nghĩa là từ ngày 22, 23 tháng 7 cho đến 24, 25. Rồi tuần kế tiếp nữa, có nghĩa là từ 30 tháng 7 cho đến ngày 1 tháng 8 các bạn sẽ nhận được full buff. Tức là bây giờ, từ bây giờ cho đến đầu tháng 8 thì mỗi cuối tuần các bạn đều có cơ hội để farm cả. Cho nên là các bạn hãy nên tận dụng cái dịp này, và đặc biệt là trong tháng 7 ngày 21 sẽ ra mắt Moonlight Vivian. Thì mình nghĩ là khoảng đâu đó cái tuần ngày ngày 8 hoặc là ngày 15 á, lúc đó thì sẽ có content mới. Hy vọng là lúc đó thì cái video update hàng tuần nó sẽ không có chán như bây giờ nữa. Thì còn bây giờ thì game nó không có gì hết thì chịu thôi. Thì đó cũng chính là kết thúc video ngày hôm nay các bạn. Hy vọng là sẽ đem đến cho các bạn đủ thông tin. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc clip này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn. Bye.